Hello mọi người, lại là một cái video đặc hợp nữa của Fundy. Hôm nay sẽ đổi location cho mọi người một xíu, là hôm nay mình sẽ đặc hợp ở văn phòng công ty. Thật ra thì cái clip này vừa là clip đặc hợp, tại vì mình vừa mới nhận nó xong và cũng vừa là cái clip mình để mở xem là nếu mà nó có vấn đề gì mình có thể đổi trả được. Chứ không có gì hết. Rồi, để xem thử cái này là cái gì thì mọi người sẽ cùng xem cái quá trình đập hộp của mình bây giờ ha. Nào, bắt đầu cắt thôi. Cái hộp này nó đang hơi bị ướt tại vì là vừa mới mưa xong đó mọi người, mà không hiểu sao mà giao hàng gì đâu mà để cho nó ướt quá trời. Cái này mình mua cũng là trên Shopee mọi người, tại vì thật ra trên nó giá của nó cũng tốt, với lại rất là đa dạng, gần như mình tìm cái gì cũng có trên này á, nên là mình mua luôn. Với lại xem mấy cái review thì thấy shop cũng uy tín đó, nên là mình mới mua. Cái này cũng là một cái món đồ công nghệ đó mọi người. Chang 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 chang, ha ha. Mọi người có nhìn thấy được đây là cái gì không? Đây nè, một bộ của nó nè. Đó, mình mua ở ngoài Hà Nội, mua từ hôm chủ nhật. Bây giờ mình đã nhận được hàng rồi, hôm nay là thứ ba đúng không ta? Nhưng mà shop đóng gói hơi ít những cái ấy để chống sốc. Đây, mở ra cho mọi người xem rõ hơn. Thăng 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 thẳng. Đây còn nguyên seal luôn nè. Original seal. Đó, còn nguyên seal luôn. Cái này là máy ảnh chụp lấy liền của Fujifilm đó mọi người. Tại vì mình rất là thích cảm giác mà chụp xong sẽ có ảnh luôn, và đợi khoảng 1 phút là mình có thể nhìn thấy được cái bức ảnh mình chụp, cái khoảnh khắc đó nó ra làm sao, nó như thế nào, nó có đẹp hay không, hay là nó bị ao nét, hay nó bị cái vấn đề gì đó. Nói chung là rất là thú vị, mình thích cảm giác như vậy, nên là mình đã mua em máy ảnh phim chụp lấy liền. Chứ thay vì mình mua những cái máy chụp phim hoặc là máy ảnh kỹ thuật số. Đây, cái này là phiếu bảo hành. À, không biết có phải phiếu bảo hành không, nhưng mà thấy nó ghi là điều kiện bảo hành. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng. Một cái quai đeo. Đây nè, cho mọi người xem nguyên cái box của nó, full box. Đây, đây là cái quai đeo ha. Đây là ba cái dạng như mà cái len mà để đổi màu cho máy ảnh đó mọi người. Nó sẽ có 3 màu, màu này chắc là màu hồng, màu đỏ với lại màu xanh lá cây. Nó giúp đổi màu cái bức ảnh của các bạn luôn. Rồi, đây là hai viên pin đi kèm. Đây là pin lithium CR2. Mình nghe nói là cái này các bạn có thể tìm ở những cái cửa hàng bán máy ảnh hoặc là in ảnh gì kia đó, chuyên dụng á, thì có thể sẽ tìm được những cái loại pin như thế này. Mình thấy cái pin này cũng khá là lạ, nên là cũng biết như thế nào nữa. Hy vọng là sẽ tìm ra. Mình đọc thì nghe nói là cái pin này sẽ chụp được khoảng 300 tấm ảnh. 300 tấm ảnh lần đóng tiền đó mọi người. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ngay hôm nay. À, đẻ xỉu. Nó hở cái bộ đồ hôm nay mình mặc ghê ta. Trời ơi, cưng. À, đẹp quá mọi người. Ồ, cưng quá. Hơi bụi nha. Hơi bụi. Không biết sao bụi vậy luôn. Đây là cái em này mình đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Mình tìm hiểu rất là nhiều loại, mình mới quyết định mua cái em này đó. Chắc là cái review về em này mình sẽ làm cái video riêng. Cái video này chỉ là video đập hộp cho mọi người xem thôi ha. Cứ tê không? Em này mọi người có thể dùng để làm đạo cụ chụp hình cũng được, giống như là một cái phụ kiện á. Đó. Đó thì phụ kiện của em nó thì chỉ có nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì mình có mua
cái bao da với lại hai cái hộp phim. Cái máy này là dùng phim square, là dạng hình vuông ha. Mình thích dạng hình vuông hơn là mini, để mini nó hơi nhỏ thì khi mà các bạn selfie á thì sẽ không có thấy được nhiều người selfie cùng một lúc. Còn cái này á, nếu mà các bạn selfie thì có thể các bạn sẽ thấy khoảng 3 người trong một bức hình. Nói chung là các bạn, cái khổ ảnh mà càng rộng thì tất nhiên là nó sẽ lấy được càng nhiều rồi. Đây là cái bao da, ôi liệm tim rất là vintage. Nó cũng hợp với bộ đồ mình đang mặc nữa. Không biết mọi người có thấy đồ mình đang mặc không? Cưng quá à. Cái này mình mua có 150 rồi mọi người. Em mua cùng một combo nên là nó rẻ. Đó. Đây. Nó có quai đeo chéo ha. Cái này mọi người mang đi du lịch á. Đi du lịch mọi người có mỗi khoảnh khắc nào đó mọi người muốn giữ lại ngay lập tức thì mọi người có thể sử dụng em này chụp hình lại cái khoảnh khắc đó. Thì mình thấy nó sẽ ý nghĩa hơn là cái việc mà chúng ta chụp bằng điện thoại các thứ quá nhiều, rồi mình sẽ lựa ảnh này kia rồi mình có thể xem được những cái bức ảnh đó. Thì nói chung là nó sẽ không có thú vị bằng cái việc mà giống như nãy mình nói á. Mình thích cái cảm giác mà đợi xem những bức ảnh, nó xem rốt cuộc nó ra làm sao, tại vì bản thân cũng không biết là cái bức ảnh nó sẽ như thế nào nữa. Còn đây là một hộp phim bên đó tặng mình, còn đây là cái hộp mình mua kèm. Một hộp này là 20 tấm, chia làm hai hộp khác nhau. Một hộp là sẽ là 10 cuốn phim nó sẽ gắn vào cái máy ảnh đó. Tức là mỗi lần là maximum là 10 tấm phim ở trong cái máy á. Thì mình mua thêm một cái package này là 20 tấm là 450, rất là mắc lắm, nhưng mà không sao. 20 tấm chắc cũng chụp được nhiều á. Với lại 10 tấm này nó là 30, tại vì chắc cũng không có, chưa có đi du lịch mà, nên là chắc là cũng không có chụp hết được đâu. Nên là mà cái square này thì mọi người cũng có thể dễ dàng để mua chứ cũng không tới nỗi khó, tại vì là cái mẫu máy ảnh này nó cũng ra vẫn ra những cái mẫu khác, nên là cái chuyện mà sản xuất cái phim này thì nó vẫn sản xuất bình thường thôi, chứ nó cũng không có sợ cái kiểu mà nó ngừng sản xuất cái dòng máy square là nó sẽ không sản xuất phim này nữa. Thật ra mini thì nó phổ biến hơn, nhưng mà cái square này thì hãng nó cũng có mới ra một cái square 1 thì phải, mình không có nhớ nữa, nhưng mà gần đây nhất hình như là square 1. Thì màu cũng khá là đẹp, nhưng mà mình thích em này hơn, tại vì xem review của mấy bạn nước ngoài thì khen cái em square 6 này chụp ảnh đẹp hơn đó. Rồi, cái video đập hộp cũng hơi dài rồi. Mình sẽ thử test em này vào, chắc là vào tối nay đi ăn với một người chị. Sau đó mình sẽ review chi tiết ở video lần sau ha. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở cái video review lần tới ha. Bye bye.